Alo bố à, con sắp đến công ty của bố rồi. Trời ơi bố yên tâm, con mới đi có vài năm, làm sao mà quên được đường. Mà nhá, con có quà cho bố đấy. Chết rồi, tại sao mình lại dậy trễ cơ chứ? Đúng là con chịu về nhà tiếp quản công ty là được rồi, không cần phải quà cáp gì đâu. À mà khoan, trong năm nay ấy, anh mà ra mắt người yêu ấy, thì càng chuẩn không phải chỉnh. Vâng. Con xin lỗi nhá. Cho tôi xin lỗi nhá. Tại vì tôi đi vội quá nên là không để ý. Để tôi phủ mũi cho anh ạ. Này. Dạ. Không cần. Tôi không thích người khác động vào người tôi. Dạ vâng. Khó chịu. Cô nói gì cơ? Không, không có gì ạ. Đúng là xui xẻo. Cái gì? Anh bảo ai là xui xẻo cơ? Rõ ràng là anh cũng có lỗi nhá. Đúng là chết rồi, muộn giờ rồi. Này, cậu Đức cậu làm cái gì thế? Chủ tịch bảo cháu quét dọn văn phòng để cháu đón cậu Tuấn chuẩn bị về tiếp quản công ty mà. Nhưng quét dọn lúc này à? Thằng Tuấn nó sắp về công ty rồi đấy. Làm như thế là đuổi đi đấy, cậu không biết à? Thôi, mau cất chổi đi. Vâng. Bố, con về rồi. Con về rồi à? Vâng, con mua quà cho bố đây này. Rồi, bố cảm ơn. À mà này, đợt này về tiếp quản chức chủ tịch của bố ấy, thì có vấn đề gì cần hỏi thì hỏi cậu Đức. Cậu ấy là trợ lý của bố, biết rất là nhiều điều về công ty đấy. Vâng, chào tân chủ tịch. Tôi là thư ký riêng của anh. Anh cần trợ giúp gì cứ gọi tôi là được. Dạ được. Cảm ơn bố, cảm ơn anh Đức. Ở đây, bố xem quà ấy nhá. Quà này là con lựa mãi mới được đây. Cậu thấy con trai tôi chưa? Nó còn nhớ mua quà cho tôi đấy. Vâng, anh Tuấn nhà mình đúng là hiếu thảo thật đấy ạ. Bố cứ mở ra xem đi. Con phải đảm bảo với bố ấy là cái quà này nhá, bố phải cực 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 cái thích luôn. Thích. Tôi rất thích. Anh dám đùa với ông già này à? Cái này là là gì? Đi bao nhiêu năm về mà mua quà tặng bố như thế này à? Hả? Mất dậy! Đi bao nhiêu năm về mà rớt mặt với bố à? Cậu bỏ tôi ra để xử nó, làm con mất yêu. Tất cả là hiểu nhầm mà. Thôi, ba người bình tĩnh cho nó. Có khi là người ta bỏ nhầm đồ thôi, chứ cậu Tuấn không có ý đâu. Không, không thể nhầm được. Đừng có mất yêu. Tao không chuyển quyền lực cho mày. Để rồi mày chuyển, bắt tao chuyển rồi à. Cái váy tôi nhờ cô mua đâu? Tại sao lại mang cái đống đồ đàn ông này đến đây cho tôi làm gì? Hả? Hay là cô mỉa mai tôi là đến tận bây giờ vẫn chưa có người yêu đúng không? Chị cho xin lỗi ạ. Thật sự là em đã mua váy cho chị rồi. À, đúng rồi. Tại vì sáng nay em đi vội quá nên là không may cầm nhầm đồ của người khác. Chị thông cảm cho em nhé. Cô cũng mồm miệng gớm nhỉ? Tôi nói cho cô biết này. Cô ấy chỉ là người mới thôi. Nếu mà muốn yên ổn làm việc ở đây thì phải nghe theo sự sắp đặt của tôi. Cô hiểu chưa? Nếu không nhá, tôi sẽ bảo quản lý đuổi việc cô đấy. Chị Linh, em xin chị ạ. Em hứa, từ lần sau ấy, em sẽ không để chuyện này tái phạm lần nữa đâu ạ. Em xin chị đấy. À, hay là để em đền tiền cho chị nhá. Đền tiền ý, đương nhiên là cô phải đền rồi. Thế nhưng mà tôi thấy cái vòng này cũng khá là lạ đấy. Trông đẹp phết, hay là cô tặng cho tôi đi. Tôi sẽ bỏ qua tất cả. Chị Linh ạ, nếu mà chị thích vòng tay thì để hôm khác em mua tặng cho chị cái khác được không ạ? Tại vì đây là chiếc vòng mà bạn em tặng cho em không thể nào cho được. Chị Linh, chị làm gì đấy? Cô im ngay nhá, không được cãi tôi. Chị Linh ơi, em xin chị đấy. Đây là vòng bạn em đi du học bạn ấy tặng cho em đấy. Mấy năm nay em chưa gặp được bạn ấy rồi. Em xin chị. Cái loại người như cô ấy mà cũng có bạn đi du học á? Buồn cười thật đấy.
Theo như tôi thấy thì là cô đang tiết tiền đúng hơn đấy. Tôi nói cho cô biết này, nếu như cái vòng này cô không cho tôi ấy, thì tôi sẽ có nhiều cách để khiến cho cô bị đuổi việc khỏi đây đấy. Chị Linh, dạ chào quý khách ạ. Dạ vâng, tôi là tư vấn viên ở đây. Quý khách cần tư vấn xe gì ạ? À, thôi, cứ để tôi đi xem một lát đã. Dạ vâng ạ, mời quý khách đi sang bên này ạ. À, bên này thì là dòng xe mới nhập về, đang có rất là nhiều ưu đãi đấy ạ. Mời quý khách tham khảo ạ. Khoan đã, tại sao cô trước vòng này? Quái lạ, sao anh ta lại hỏi trước vòng này nhỉ? Nhìn anh ta trông cũng có vẻ sang trọng, không phải là người tầm thường. Con bé Lan Anh cũng bảo là cái vòng này là bạn của nó đi du học tặng. Chẳng lẽ... Cô mau nói đi, tại sao cô có chiếc vòng này? Chủ tịch, anh bị sao thế? Nói chuyện với phụ nữ thì phải nhẹ nhàng thôi chứ. Cô thông cảm nhé, chủ tịch của tôi mới từ nước ngoài về. Dạ vâng ạ, cái vòng này là bạn của em tặng cho em từ trước khi đi du học cơ ạ. Chuyện cũng đã lâu rồi nên là em không nhớ nữa ạ. Cho tôi xem nào. Lan Anh. Ôi. À! Anh ghét cái gì đấy? Em chúc mừng chủ tịch đã tìm được bạn gái. Nhiều chuyện nó vừa vừa đấy. Đi ra ngoài. Vâng. Lan Anh, em có nhớ anh không? Anh là Tuấn. 10 năm trước anh đi du học. Mà nhá, ở bên đấy ngày nào anh cũng nhớ em. Chuyện này cũng lâu quá rồi nên là sao em không nhớ gì cả nhỉ? Anh Tuấn, thế lần này anh về nước có ở luôn không? Em cũng nhớ cũng phải thôi. Anh về đây là vì em mà. Em có nhớ không? Trước khi anh đi ấy, mình có hứa với nhau là khi nào gặp lại sẽ kết hôn cơ mà. Kết hôn? Ừ. Trời ơi, suốt bấy lâu nay anh cứ đi tìm em, may quá lại gặp em ở đây. Ông trời đúng là có mắt. Chuyện này... Anh Tuấn à, chuyện này đột ngột quá cho nên là em tạm thời chưa nghĩ đến. Sao anh vừa mới về, chúng mình vừa mới gặp lại nhau mà anh đã đòi kết hôn rồi? Anh biết là chuyện này nó hơi đột ngột, nhưng mà anh sẽ cố gắng để cho em thay đổi. Thay đổi cái gì ạ? Đó là thích anh, yêu anh. Không ngờ là cái con Lan Anh nó quen biết được chủ tịch cơ đấy. Mình chán ngấy phải làm việc ở đây rồi. Vậy mình sẽ đóng giả là con Lan Anh để chinh phục anh ta. Khi đã cưới và sinh con cho anh ta ấy, thì nhất định anh ta sẽ yêu mình và quên đi con Lan Anh. Đúng rồi, không được để cho anh ta gặp nó. Anh Tuấn này, nếu như anh đã nói vậy thì em sẽ đồng ý. Thế nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện cơ. Chuyện gì? Đấy là em muốn anh không được đến chỗ làm của em. Em muốn chúng ta hẹn hò với nhau có sự riêng tư, không muốn để cho ai biết đâu. Được, được chứ. Là anh. Túi của tôi đâu? Túi của tôi đâu? Tôi nói trước, cái ngày hôm trước ấy là do anh giật túi của tôi nên mới thế, không phải là lỗi của tôi. Trả túi đây. Cô đi vô ý va vào tôi, xong rồi để cho tôi phải lấy nhầm cái túi của cô. Bây giờ lại đổ cho tôi á? Là do anh cơ mà. Do cô. Do anh ấy. Do cô ấy. Đã bảo là do anh rồi. Rồi. Là do cả hai người được chưa? Hai người cứ như trẻ con ấy. Bây giờ hẹn nhau một ngày rồi đổi lại túi là xong đấy. Do cô mà bố tôi đánh tôi đây này. Còn do anh ấy, tôi bị đồng nghiệp mắng đấy. Ngày mai tôi về quê rồi. Tuần sau tôi với anh hẹn nhau ra quán cà phê trả túi, được chưa? Được. Không gặp, không về. Đi về. Không gặp, không về. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tôi quý cậu như người thân, thế mà cậu nỡ phản bội tôi. Kìa bác, cháu coi bác như bác ruột, làm sao cháu có thể phản bội bác được.
Bác nói như thế oan cho cháu quá. Oan? Oan cái gì? Cậu lợi dụng tôi sơ hở rồi cướp. Cướp? Cướp gì cơ ạ? Cậu cướp con trai tôi chứ còn gì. Từ ngày nó về nước, suốt ngày chỉ đi với cậu, chả thì có người yêu người đương gì cả. Hay là... Kìa bác, bác đừng có nghĩ như thế. Cháu là cháu có người yêu rồi đấy nhá. Mà anh Tuấn ấy, là anh Tuấn ấy cũng có người yêu rồi. Chẳng qua là anh ấy muốn giấu bác thôi. Có người yêu? Thế mặt mũi con bé thế nào? Cậu nói cho tôi nghe. Tôi phải xem mặt con dâu tôi chứ. Cháu đã hứa với anh Tuấn là sẽ không tiết lộ chuyện này rồi. Lời hứa của đàn ông ấy là có trọng lượng lắm bác ạ. Ê, cô ấy tên là Lan Anh, làm việc ở showroom. Hôm nào bác thích ấy, thì cháu dẫn bác qua. Phải thế chứ. Uống nước đi. Dạ vâng. Sao ông ta quen mặt thế nhỉ? Nhìn bộ dáng thế này chắc chắn là một trong những khách hàng VIP. Dạ cháu chào bác ạ. Bác có cần cháu tư vấn gì không ạ? Cô là Lan Anh phải không? Có khi nào là người nhà anh Tuấn không nhỉ? Nhìn bộ dạng ông ta như thế này, có khi là bố của anh Tuấn cũng nên ấy. Dạ vâng ạ. Bác có cần cháu giúp gì không ạ? Tôi khát quá. Ở đây có nước không cô nhỉ? Dạ có ạ, bác đợi cháu một chút nhé. À, mà tôi chỉ xem xe thôi, chứ cũng chưa có ý định mua xe. Nhìn tôi thế này thôi nhưng mà cũng chưa chắc có tiền. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Quy tắc của cửa hàng này là luôn niềm nở, tiếp đón các khách hàng, dù là họ nghèo hay là giàu sang, không phân biệt đâu ạ. Thế thì tốt rồi, cô dẫn tôi đi xem xe trước, rồi lấy nước cho tôi sau cũng được. Dạ vâng ạ, bác đi theo cháu ạ. Bố vừa mới đi xem mặt con dâu. Làm gì mà con hốt hoảng thế? Tôi xin lỗi. Bố thấy con bé được đấy. Bố giả nghèo đến thử lòng con bé. Thế mà nó không hay biết gì cả. Ê, mà lại còn đối xử với bố rất là tử tế. Bác ăn mặc như thế mà bảo là nghèo thì cả cái thế giới này họ là triệu phú rồi. Cháu nhìn qua rồi còn biết bác là very important person. Cái cậu này có muốn mất việc không? Này, con trai, con bé được đấy. Mau mau tìm cách mà lấy nó về sớm đi. Các cụ bảo rồi, cưới vợ là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày có kẻ bế luôn. Bố ấy là mong có cháu lắm rồi đấy. Kìa bố, con biết rồi. Cái việc đấy nhá, con đã tính cả rồi. Con với Lan Anh ấy là học cùng với nhau từ bé đến giờ. Hai đứa con giao ước nha, là con đi du học về cưới nhau ngay bằng cái phong này này. Được, bố tin con trai. Giờ thì về được chưa? À, dạ thôi. À, con có tí hẹn rồi, bố với cả anh cứ về trước đi nhá. Ôi trời ơi. Là cô à? Sao cô hậu đậu thế? Tôi bị cận thị. Được rồi, tôi xin lỗi. Ơ, thẻ căn cước của cô ấy này. Lan Anh. Cô ấy cũng tên là Lan Anh à? Mà còn làm việc cùng ở showroom nữa. Làm việc cùng nhau à? Thôi, cậu đưa tôi, để hôm tới tôi đến showroom sẵn tiện xem qua con dâu luôn. Vâng. Đi. Đồ của anh đây, có cần kiểm tra lại không? Phải kiểm tra chứ, nhưng cô đổi đồ của tôi thì sao? Anh... Được, vậy thì tôi cũng kiểm tra.
rồi, tôi về. Đủ rồi thì giải tán. Nhưng mà có tôi thì chưa. Hai người đã trả tiền cho tôi đâu. Để tôi trả. Này, cô trả đi. Cái gì? Anh cầm nhầm đồ của tôi. Bây giờ có bắt tôi trả tiền đó. Tôi không đem ví. Được. Coi như ngày hôm nay tôi xui đi. Hay bao nhiêu ạ? 250.000. Cái gì? Sao lại đắt như vậy? À, tổng cộng ấy là 6 cốc. À, anh bạn này đến xong rồi còn dẫn thêm hai bạn. Có một bạn gì béo béo ấy, bạn ấy uống đến 2 cốc thôi mà. Thế thì chả nhiều tiền. Anh gài tôi đấy à? Tôi không có, nhưng mà tôi không đem ví thật. Cô cứ gửi đi rồi tôi gửi cô sau. Đành vậy. Tôi nói thật với cô chứ, cái trường hợp bạn trai mà để bạn gái đi trả tiền ấy, tôi thì gặp nhiều rồi. Nhưng mà để mà dẫn bạn đến ấy, xong rồi lại còn bắt bạn gái trả tiền ấy, tôi mới gặp lần đầu ấy. Này, nói cái gì đấy ạ? Tôi có nói gì đâu. Thôi, ta dọn đồ nhé. Để tôi gửi tiền. Chị Linh ơi, em xin chị đấy. Chị trả cho em chiếc vòng tay đó đi. Nếu mà chị thích chiếc vòng khác ý, thì em sẽ dẫn chị đi mua. Bởi vì đây là chiếc vòng kỷ vật của em mà. Với lại, lần trước em cũng đã trả chiếc váy cho chị rồi. Mày đang kể công đấy à? Cái váy mà tao nhờ mày mua mang đến đây, mày cũng làm mất được. Bây giờ mày tìm lại là đúng rồi. Nếu không thì là tao bắt mày đền đấy. Còn cái vòng này nhá, tao đã đeo hộ mày rồi, còn lâu tao mới trả. Chị Linh, tại sao chị có thể quá đáng như vậy được? Rõ ràng đây là chiếc vòng của anh Tuấn chứ gì. Anh Tuấn anh ấy tặng mày trước khi đi du học chứ gì. Hơn nữa ấy, mày với anh ấy trước đây cũng từng là bạn thân. Và còn hứa hẹn là sẽ lấy nhau nữa, đúng không? Tại sao chị biết được tất cả chuyện này? Bởi vì anh Tuấn nói cho tao nghe chứ còn gì nữa. Anh ấy đã về nước và kể cho tao hết tất cả mọi chuyện rồi. Thật thế à? Anh Tuấn về nước rồi à? Chị Linh, thế bây giờ anh Tuấn đang ở đâu? Anh ấy sống có tốt không? Em xin chị đấy, chị nói cho em biết đi. Anh Tuấn bây giờ là chủ tịch rồi. Là người mà không phải mày muốn gặp là gặp được đâu. Hay là mày đang muốn nhân cơ hội này để tiếp cận quyến rũ anh ấy? Không phải, không phải như vậy ạ. Bây giờ em chỉ cần biết là anh Tuấn sống như thế nào, có ổn không thôi ạ. Đương nhiên là anh ấy sống tốt rồi. Hơn nữa ấy, anh ấy còn nói với tao là anh ấy rất ghét mày. Cái việc quen mày là việc anh ấy hối hận nhất trong cuộc đời đấy. Không phải, không phải như vậy đâu. Em không tin. Tùy mày thôi. Nhưng mà tao cảnh cáo mày này, đừng có mà tiếp cận anh ấy đấy. Chị Linh, chị Linh. Dạ chào bác ạ. Bác có cần trợ giúp gì không ạ? Chào cô, tôi ở quê lên. Được giới thiệu ở đây bán rất nhiều xe tốt chở hàng. Tôi muốn mua một cái. Dạ bác ơi, ở đây toàn là siêu xe đắt tiền thôi. Làm sao mà chở hàng được ạ? Bác có đến nhầm chỗ không ạ? Không, tôi đến đúng chỗ mà. Ở đây có phải bán xe 4 bánh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bác cần mua xe bao nhiêu tiền ạ? Cô xem chiếc xe nào rẻ nhất thì tôi mua. Lan Anh, cô ra đây tư vấn giúp tôi đi. Ông già này bốc mùi quá, tôi không chịu được. Này cô, cô nói như thế với người lớn à? Tôi là khách hàng đấy nhá. Dạ thưa bác, bác hôi thật thì cháu bảo là bác hôi, chứ cháu có dám nói sai đâu ạ. Với lại, bác mua xe chở hàng thì bác đi mua xe tải, chứ bác nhảy vào đây làm cái gì? Tôi thích thế đấy. Cháu chào bác ạ, bác muốn mua xe gì ạ? Cô tên là gì? Dạ, cháu là Lan Anh ạ. Hỏi tên với cháu hỏi tuổi, mất thời gian quá, tư vấn nhanh đi. Cháu bay bác đi hướng này ạ. Dạ bác ạ. Đây, hiện tại thì bên cháu có một chiếc xe như thế này. Và như theo cháu được biết ý, thì bác cần một chiếc xe bán tải để chở đồ đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe này sẽ là một lựa chọn không tồi dành cho bác đấy ạ.
Được đấy. À. Dạ. Mà cho bác hỏi, cô gái vừa rồi tên gì cháu nhỉ? Cô gái ấy tên là Linh ạ. À, tên là Linh. Bác khát quá. Bên cháu có nước không nhỉ? Dạ có ạ. Bên cháu có trà, cà phê và nước suối. Bác muốn dùng nước gì ạ? Thôi, cho bác chai nước suối. Dạ vâng. Vậy thì bác vào trong ngồi đợi cháu một lát nhé. Tuấn à, con ra ngay showroom xe nhé. Chỗ mà bạn gái con làm việc đấy. Ừ, bố có chuyện muốn nói với con. Ra ngay đấy. Này bác, ai cho bác sờ vào cái xe này? Bác có tiền đền không? Tôi mua xe, không lẽ tôi không được phép sờ vào xe à? Bác ơi, cháu nói cho bác biết này, cái xe này là cái xe xịn, giá thành không hề rẻ đâu. Bác có tiền để mua nó không? Đủ. Bác ơi, bác đang kể chuyện cười với cháu đấy à? Cháu nói thật cho bác biết nhá, là cái xe này nó không hề rẻ. Mà cháu nhìn bác ý là cháu cũng biết luôn, bác không có tiền để mua cái xe này đâu. Thôi bác đi đi, sáng ngày ra đã ám quẻ rồi. Cô ăn nói như thế với khách hàng à? Rõ ràng hôm trước tôi đến đây, cô tiếp đón tôi rất là niềm nở cơ mà. Có cả chuyện đó nữa à? Cháu chả nhớ cái gì cả. Từ trước đến giờ ấy, cháu chỉ tiếp khách sang xịn thôi. Người như bác ấy là lần đầu cháu gặp đấy. Cô! Bác ạ. Cháu mời bác. Bác xin. Này, cô rảnh việc quá hay sao mà không tư vấn nhanh đi? Còn trà với nước cái gì? Cô làm gì thế hả? Hút nào! Này bác, tôi nói cho bác biết này. Tôi gọi bác là bác ấy là đã tử tế với bác lắm rồi đấy. Cái loại người không có tiền còn thích ra vẻ như ông ấy, tôi ghét nhất đấy. Mau đi ra khỏi đây đi, đừng làm tôi phải ngứa mắt. Chị Linh, chị nói chuyện với khách hàng như vậy à? Giám đốc mà biết được ý, thì chắc chắn đuổi việc chị đấy. Này con kia, mày không có quyền lên tiếng ở đây nhá. Tao nói cho mày biết, tao là vợ sắp cưới của chủ tịch công ty FPM đấy. Đến cả giám đốc còn phải nể mặt tao đấy. Chị... Thôi bác ạ, chắc là cháu phải vào trong kia lấy chai nước khác cho bác rồi. Không cần đâu cháu ạ. Chuyện này cứ để bác. Này cô gái, nếu cô không nhặt chai nước lên và xin lỗi tôi ấy, thì sau này ấy, cô sẽ phải nhận hậu quả đấy. Ông già này ghê gớm nhỉ. Tôi thách ông đấy. Ông làm gì được tôi nào. Chị Linh, chị không được phép nói chuyện với khách hàng như vậy. Còn cả mày nữa đấy. Hôm nay ta sẽ báo cáo hết tất cả mọi chuyện lên quản lý để cho mày bị mất việc. Chị đừng có mà ức hiếp người quá đáng nhá. Từ trước đến giờ, cái chuyện gì em cũng nghe lời chị. Vậy mà chị cứ mang cái chuyện này ra, mà chị đe dọa em là như thế nào? Thôi được rồi. Vậy thì hôm nay tao sẽ không đe dọa nữa. Tao sẽ đuổi, đuổi mày và cả ông già này đi. Cút! Không đi. Hôm nay tôi sẽ ở đây để vạch mặt con cáo già như cô đấy. À, ông già này ghê gớm quá nhở. Thôi được rồi. Tao sẽ gọi điện cho bảo vệ để tống cổ cả hai đứa mày đi. Thằng già thì ăn cắp, con trẻ thì bố láo. Bác yên tâm ạ, cháu sẽ làm chứng vụ này. Bác cảm ơn cháu. Anh Tuấn, sao anh lại đến đây? Bố anh gọi anh đến đây. Thế thôi, bọn mình đi ra ngoài đi anh. Ừ, không được. Anh phải tìm bố anh đã chứ. Nhưng mà nãy giờ em đâu có thấy bác đâu. Bọn mình ra ngoài nói chuyện đi. Chắc là bố anh ra ngoài rồi. Đi, đi. Đứng lại. Sao cô dắt tay con trai tôi đi nhanh thế? Cái ông già này, ai là con trai của ông? Ông làm sao đấy? Bảo vệ đâu? Bố. Ê, nhầm thoại. Ý tôi là bố của chủ tịch. Bác Hà đây mà. Nhưng mà... Bố, sao bố lại ăn mặc thế này, rồi mặt mũi làm sao thế kia? Bố không cải trang như thế này thì làm sao mà lật tẩy được bộ mặt con cáo già này đây? À, bố, sao bố đến đây mà bố không báo con trước ạ? À? Im ngay! Ai là bố của cô? Hả?
bố nói cho con trai biết, cô ta không phải là Lan Anh, mà tên là Linh. Đây mới là người con cần tìm, Lan Anh. Nhưng mà có chiếc vòng. Đó là cô ta lấy cắp. Hôm trước khi bố đến đây để trả lại đồ thì vô tình nghe hết mọi chuyện. Hóa ra cô ta biết con là chủ tịch nên âm mưu thế chỗ của Lan Anh. Cô nói đi, vậy cô tên là gì? Em tên là Linh. Nhưng mà em làm tất cả chuyện này ý, đều là vì em yêu anh thôi, chứ không phải là vì tiền đâu. Anh hãy tin em đi mà. Tin cô có mở bán nhà, cô nhìn người khác qua vẻ bề ngoài, lại còn lấy đồ của Lan Anh, còn lên mặt đuổi việc Lan Anh, cô đúng là đồ khốn nạn. Đức, cậu tìm gặp ngay giám đốc của cô ta. Tôi tin là giám đốc của cô ta nhất định sẽ đuổi việc cô ta vì thái độ. Vâng. Bác, cháu xin bác đấy, bác bỏ qua cho cháu với. Dù sao cháu cũng là người yêu của anh Tuấn mà. Hết rồi. Người tôi tìm ấy là Lan Anh, chứ không phải là Linh. Cô làm tôi quá thất vọng. Giờ thì trả lại cái vòng đây. Anh xin lỗi. Vậy mà bấy lâu nay em ở cạnh anh mà anh không biết. Anh Tuấn, tại sao anh đi lâu thế? Anh có biết là em nhớ anh thế nào không? Thì anh về rồi đấy mà. Cũng nhờ có bố anh nên anh mới biết em mới là Lan Anh đấy. Hóa ra anh bị cô ta lừa suốt bấy lâu nay. Không, anh Tuấn, anh là của em mà. Anh yêu em mà đúng không? Cô mơ đi. Cô ấy, chuẩn bị mà lãnh hậu quả đi. Bác ạ, cháu cảm ơn bác, bởi vì bác đã giúp cháu nói ra tất cả sự thật. Cháu rất tuyệt vời, tốt bụng và rất tử tế. Nếu như vừa rồi cháu xem thường bác thì chắc chắn bác sẽ bỏ về rồi. Và sự thật này sẽ chôn kín mãi mãi. Cho nên, thái độ chính là điều kiện đầu tiên để có thể thay đổi mọi thứ đúng không ạ? Rất đúng. Giờ thì chúng ta đi thôi. Hôm nay chúng ta phải liên hoan một bữa cho ra trò để mừng chuyện vui này đây. Đi thôi. Không. Vâng. Anh Tuấn, anh Tuấn. Cô đi theo tôi. May mà nhờ có bố nên anh mới tìm được đúng vợ của mình đấy. Công nhận là bố lắm chiêu thật. Em thật sự cảm ơn bố đấy.